hôm nay mình quay lại mình ăn thêm phần cơm gia đình thì nó rất là đặc trưng, rất là miền Trung luôn, tại vì mình cũng là người miền Trung á. Tàu hủ lạnh thì ăn rất là lạ, nó tan trong miệng luôn á. Nói chung là tới đây vừa ăn cơm gia đình mà vừa ăn tráng miệng, nói chung là cũng giải nhiệt mùa hè lắm.